Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Lead 150i 2008 mức giá 41.700.000 đồng. Dnet Yamaha Enerbis 155 chưa tới tầm như là Honda SH, nhưng cái chiếc Lead 100i 2008 rõ ràng không có hũ nào khác đủ cân nặng đáng kể để đối đầu ngoài cái chiếc Yamaha Enerbis 155. Xe tay ga hoàn toàn mới Honda Lead 100i 2008. Đây đã được sản xuất xe Nhật Bản là ưu ái, phân phối chính hãng tại quốc đảo là Philippines. Do là hàng chính hãng cho nên cái chiếc Lead 150i 2008 có mức giá niêm yết khởi điểm 95.900 peso, tương đương 41.700.000 đồng. Rõ ràng với mức giá niêm yết như vậy thì cái chiếc Honda Lead 100i 2008 tỏ ra là mẫu xe tay ga đầy hấp dẫn. Mức giá này rẻ hơn vài chục triệu đồng so với xe trong cục phân khúc được nhập khẩu từ Lan về thị trường Việt Nam, và có mức giá tương đương với cái chiếc Honda Everest 2008, cái bản sơn tự tính có spark cây ở thị trường Việt. Tuy ở cái cùng tầm giá, thế nhưng cái chiếc Lead 100i 2008 xét một cách là toàn diện lại là một người đàn anh ngồi cái chiếc trên so với cái chiếc Honda Everest 2008. Không chỉ bởi vì cái chiếc Lead 100i có trang bị động cơ 150cc trên phân khúc 125cc của cái dòng là Everest, mà còn do cái Lead 100i là hoàn toàn mới so có rất nhiều tính năng hiện đại khác. Xét đến hũ trong cùng một khúc thì cái chiếc Honda Lead 100i 2008 có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với cái chiếc Yamaha Enerbis 155 ở Việt Nam, hay còn biết đến một tên gọi khác Yamaha Mio Aros 155 ở thị trường Philippines. Về mặt thiết kế xe thì cái chiếc Honda Lead 150i 2008 có thiết kế mới gồm những đại tu chịu mặt thẩm mỹ, bao gồm cái đèn pha LED cỡ lớn ở mặt nạ trước, đem lại cái kiểu dáng là hoành tráng. Phần còn lại của mặt trước được chế tạo là cơ bắp và đầy ấn tượng. Di chuyển tới những cái tấm ốp bên thấy rõ ràng thiết kế theo cái kiểu là module robot. Những tông màu mới sạch sẽ, không có những đồ họa mang những màu sắc đẹp như những màu đỏ kim loại năng lượng vân, màu bạc kim loại, cái màu đen nước súng và cái màu trắng ngọc. Chỉ có đúng cái huy hiệu bằng rơm được gắn ở bên cái tấm ốp phía sau. Hầu hết cái tay vịn sau và yên ngồi là không nổi, nhưng cái đèn hậu LED mới rất là thầu, đi kèm với ống xả mạnh mẽ với cái tấm ốp hình tam giác bằng rin nhôm. Và cái chiếc Lead 110i 2008 nhìn là mỏng manh hơn, ngắn hơn, với chiều dài cơ sở 1919mm, rộng là 679mm và cao 1062mm. Vành xe là 5 chấu, lớp không xăm, rộng hơn, thể thao hơn, lậu là 90-80 cho bánh trước và 100-80 cho bánh sau. Hốc đựng đồ yên cũng rộng rãi, lậu là 18 lít, có thể để mũ hiểm là full face. Ngay khi cả cụm đồng hồ của xe cũng được đại tu lại. Bây giờ là loại màn hình là LCD khi được số hoàn toàn. Màn hình hiển thị tất cả những thông tin cần thiết từ mức tiêu thụ nhiên liệu ở trong mức thời gian thực, đồng hồ, đèn cảnh báo cho đến cái mức độ pin xe. Khả năng vận hành và xử lý. Hệ thống treo trên cái chiếc Lead 100i 2008 sử dụng là phục lồng trước và cánh tay chụp sau, đem lại khả năng vận hành là êm ái, hiệu suất là tuyệt vời trên mọi bề mặt đường đi. Tuy nhiên do gầm xe thấp 132mm khiến cho những tay lái có một chút e ngại nếu chạy trên những cung đường xấu. Chiều cao yên là 769mm phù hợp với hầu hết những tay lái xe. Trong khi phía trước cái sàn để chân cũng rộng rãi, giúp lái xe có một vị trí ngồi đầy thoải mái. Thanh tay lái được làm lại đặt ở vị trí ngồi cũng rất là dễ chịu. Yên sau cao hơn, có một cái chỗ để chân lượng chắc cho người ngồi cùng. Lớp xe rộng đem tới cái độ bám đường tốt nhất. Cái chiều dài cơ sở ngắn, cấu hình mỏng, trọng lượng lại thấp 107kg, giúp cho xe dễ dàng xí, linh hoạt trong cái đường phố. Động cơ và tiêu thụ nhiên liệu. Động cơ của chiếc Lead 100i 2008 là loại SOC, phân khối là 150cc, sinh ra công suất là 13 mã lực tại bồn tua máy, 8.500 vòng trên phút. Mô men xích đại 12.8 m tại bồn tua máy, 5.000 vòng trên phút. Động cơ của Lead 100i có khả năng đạt tốc độ tối đa 110 km/h, tăng tốc rất nhanh. Hơn nữa, động cơ xe lại rất đầm, không rung. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng, hoạt động liên tục giúp cho động cơ được dẻo dai hơn sau gian dài vận hành. Xe được trang bị là phun nhiên liệu trực tiếp với động cơ thông minh, đảm bảo tối ưu hóa cái sức mạnh được phun ra. Xe còn được trang bị hệ thống D-Stop
giúp ngăn cháy nhiên liệu là không cần thiết khi dừng xe. Chính vì những ưu điểm như vậy cho nên cái chiếc Leaf 100i 2008 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng là 52 km/h, tiết kiệm liệu là tối ưu, hệ thống phanh và an toàn. Và cái chiếc Leaf 100i 2008 có phanh đĩa lực kết hợp cái dạng là xe song song hoàn toàn mới cho bánh trước và phanh tăng chống ở sau. Xe không có phanh đĩa sau và cũng thiếu vắng ABS chống bóp cứng phanh, nhưng cũng không trang bị hệ thống là phanh liên hợp của nhà Honda. Mặc dù vậy, bạn cũng không phải lo lắng bởi cái bộ phanh đĩa với kẹp Nissin ở phía trước cũng là hãm tốc an toàn cho cái mẫu xe có phần khối như là cái chiếc Leaf. Và trên cái mẫu xe tay ga mới này còn được sở hữu một hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key giúp chống trộm đầy hiệu quả nhờ vào tích hợp nhiều tính năng mở khóa từ xa, khởi động tắt máy từ xa, cảnh báo chống trộm bởi thống là phản hồi trên cái bảng khóa cầm tay. Đánh giá chung, Honda Leaf 100i 2008 có đắt hơn một chút so với phiên bản người tiền nhiệm, nhưng khi về tới quốc đảo Philippines với cái tầm giá là 41.700.000 đồng được đánh giá là một mức rất hợp lý, vì lần này cái chiếc Leaf 100i 2008 được trang bị tốt hơn. Nếu được phân phối chính hãng ở Việt Nam thì cái chiếc Honda Leaf 100i 2008 chắc chắn sẽ khiến hữu nặng ký là Yamaha NVS lo lắng, bởi vốn dĩ NVS là phải chịu sức ép từ hữu cạnh tranh trực tiếp là Honda Elite rất mạnh. Cảm ơn các bạn theo dõi này là trực tiếp, nhớ like, subscribe.